Xin chào tất cả các bạn. Hello các em. Các bạn ơi, không biết là các bạn đã đến xem phần livestream ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Đó. Nếu như mà các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Được không? Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau trò chuyện về việc học văn. Và chị cũng rất là muốn lắng nghe những cái khó khăn của các bạn ở trong thời gian vừa qua, học văn của các bạn như thế nào. Thế nên là chị đã phát trực tiếp mặc dù trong một cái khoảng thời gian hơi muộn một chút xíu như thế này. Nhưng mà chị mong rằng là các bạn vẫn có thể đăng lên xem phần livestream trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nha. Được không? Hello, xin chào các em. Xin chào các bạn, xin chào Đình Quân, xin chào Kiệt, xin chào Ngọc Tú. Xin chào các em. Ok. Xin chào Thu Yến. Khá là lâu rồi thì chị không phát trực tiếp cùng với các bạn mà có mặt như thế này, đúng không? Rất là cảm ơn Mạnh vì đã dành lời khen cho chị nhá. Hy vọng là em vẫn sẽ ủng hộ chị, được không? Xin chào Việt Đức, chị nhớ mà. 2K2 đúng không? Ok. Hello, xin chào các bạn. Chúng mình cùng đợi một chút xíu nhá, được không? Và hãy nói cho chị biết là ngày hôm nay các bạn muốn chị chia sẻ về vấn đề gì, về tác phẩm nào, hay là về việc học văn, tất cả những cái thắc mắc mà các bạn đang gặp phải thì hãy đặt ra ở đây giúp chị, để chị có thể giúp các bạn giải đáp ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá, được không? Hiện tại đã có hơn 400 bạn rồi. Xin chào các bạn. Chị nhớ mà, 2K2 ơi, sắp tới nếu như mà chị Yên có tổ chức họp gì thì nhớ tham gia để gọi là gặp mọi người ở trong team nhá, được không? Ok, xin chào Ngọc, xin chào em. Ok, xin chào Phương Lê. Các em ơi, gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá, được không? Xin chào Quang Linh. Lâu lắm rồi mới thấy vào xem livestream của chị. Ok các bạn. Đợi mọi người một chút nhá. Bài hát kết thúc chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau. Thế à? Ôi, cảm ơn Thanh Trúc, cảm ơn em rất là nhiều. Tất nhiên là nhớ Ngọc Huế rồi. Làm sao mà chị có thể không nhớ được? Ok, hôm nay chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về những cái vấn đề này, được không ạ? Rất là cảm ơn các bạn. Rồi, chị đã nhìn thấy một số những cái câu hỏi từ các bạn gửi cho chị rồi. Và ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn giải đáp những cái phần câu hỏi mà các bạn đang băn khoăn và thắc mắc ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chị rất là hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có thể cảm thấy yêu thích môn văn hơn. Đó là mục tiêu cao nhất trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Đợi mọi người một chút nhé. Ok, các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Đợi chị một chút để chị tắt nhạc đi nhé. Chị đã thấy ở đây các bạn đặt ra cho chị rất là nhiều những cái câu hỏi về việc học môn văn. Đó, ở đây còn xuất hiện cả những bạn chỉ mới đang học trung học cơ sở thôi mà đã dành tình yêu cho môn học này rồi. Đó là một trong những cái điều mà chị cảm thấy rất là vui. Vui là vì các em cảm thấy môn văn mặc dù là một cái môn học các em luôn luôn nghĩ rằng nó rất là buồn ngủ bởi vì nó hơi bị dài quá ấy. Nhưng mà bản thân thì chị nghĩ rằng là khi mà các bạn tìm thấy được cái sự gọi là thú vị từ cái môn học này thì các bạn sẽ học cái môn học này cực kỳ tốt luôn, được không ạ? Đó là cái điều đầu tiên mà chị muốn nói
Điều đầu tiên mà chị nói muốn nói với các bạn, được không ạ? Ngày hôm nay nhiều bạn xem quá, tự nhiên đâm ra bối rối. Cũng có thể là vì lâu quá rồi không gặp các em, thế nên cũng có cảm giác hơi bị hồi hộp một chút, được không ạ? Trước tiên, chị muốn giới thiệu với các bạn cái này. Đây là một cái cuốn luyện viết mang tên là Học văn dễ hơn của team học văn chị Hiên, được không ạ? Và chị rất là muốn là nếu như các bạn đang muốn tự ôn văn hay là muốn đồng hành cùng với chị Hiên thì chị nghĩ đây sẽ là một cái cuốn sổ, sẽ là một cái cuốn luyện viết cực kỳ phù hợp dành cho các bạn, bởi vì ở đây nó bám cực kỳ sát về chương trình chúng ta học, đặc biệt trong phần kiến thức nền, được không ạ? Đó, gọi là chỉ dành gọi là 30 giây nhẹ nhàng để giới thiệu về ấn phẩm mới của chị thôi. Còn đương nhiên rồi, câu chuyện mà ngày hôm nay chị muốn nói với các bạn đó là câu chuyện về văn học. Không biết là các bạn có thích nghe chị kể chuyện hay không? Không biết là các bạn có thích nghe chị kể chuyện hay không? Nhưng mà chị sẽ chia sẻ một cái câu chuyện nhỏ xíu của chị như thế này. Chị cũng không biết là bản thân mình đã đến với môn văn như thế nào. Nhưng mà từ năm học cấp 2 là bắt đầu trong những cái cuộc thi học sinh giỏi ở trường ấy, là chị bắt đầu gọi là được tham gia vào đội tuyển môn văn. Đó. Và từ đó không hiểu tại sao cứ năm này qua năm khác, năm này qua năm khác là chị cứ ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn văn suốt. Nhưng mà bản thân chị nhá, chị tâm sự thật là ở cái thời điểm đó chị chưa được yêu văn nhiều như bây giờ đâu các bạn ạ. Chị nói thật với các em đấy, là ở cái thời điểm đấy chị chưa yêu văn nhiều như bây giờ. Thì đến năm lớp 9, có lẽ đó cũng chính là một cái bước ngoặt rất là lớn của chị để giúp cho chị cực kỳ yêu thích môn học này. Chị được thi, năm đó thì chị thi hai đội tuyển, tức là lên năm lớp 9 là chúng mình sẽ được thi đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, đúng không? Thì lúc đó thì chị không phải là học trường chuyên của huyện mà chị chỉ học một cái trường bình thường thôi. Sau đấy thì chị đã thi hai đội tuyển lý và đội tuyển văn. Thế nhưng mà chị lại đỗ đội tuyển văn nhưng mà không đỗ đội tuyển lý các bạn ạ. Mặc dù là ở cái thời điểm đấy ấy, chị đầu tư rất là nhiều cho môn lý. Thực sự là đầu tư rất là nhiều cho môn lý nhưng mà không hiểu tại sao chị lại không đậu. Chị lại đậu điểm văn cơ. Đấy, chị lại đậu môn văn cơ. Đó, thế là chị mới bắt đầu lên trên trường chuyên của huyện lúc bấy giờ để ôn văn và để thi đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì trong cái khoảng thời gian đó ấy, là có 15 người ở trong đội tuyển và chỉ có 10 người đi thi thôi. Đây là cái câu chuyện hoàn toàn là cái câu chuyện thật của chị nhá. Và chị muốn kể cho các bạn để các bạn biết là chị đã đến với môn văn như thế nào và chị đã yêu môn này như thế nào. Thực sự là như vậy. Đó. Thì sau khi mà chị lên trường chuyên học được một thời gian thì chị nói thật với các em, trong cái thời điểm đó chị cảm thấy rất là nản luôn ấy. Thật sự là như vậy. Chị cảm thấy kiểu nản lắm. Nản là bởi vì kiểu như là hồi đó thì cũng có một hai bạn lên học đội tuyển sinh, đội tuyển địa. Trường chị năm đó đỗ đội tuyển cũng nhiều. Nhưng mà sau đấy thì chị cảm thấy kiểu như là rất là chán ấy. Tại vì xa ấy, trường thì xa. Mà ngày đấy thì chị nhỏ xíu, chị kiểu nhỏ xíu luôn ấy. Chị không thể nào mà tự đi xe đạp được, đi xe đạp lên đấy được. Nó cách khoảng tầm 5-6 cây gì đấy. Sau đấy thì chị cũng quyết tâm đi học bởi vì thời gian đó thì bố mẹ chị lại động viên chị rất là nhiều là hãy cố gắng đi, bởi vì dù sao thì cũng sắp thi rồi, cố gắng coi như đây là một cái cơ hội, được thì là cái tốt mà không được thì cũng không sao. Nói chung bản thân chị cảm thấy là chị rất là may mắn khi mà bố mẹ chị lúc nào cũng động viên chị ở trong mọi hoàn cảnh. Thì ở thời điểm đó chị bắt đầu lên, đó, chị bắt đầu lên, chị học cái giai đoạn đầu. Tức là mỗi tháng thì sẽ có kiểm tra khảo sát một lần để sau đó thì chọn ra, chỉ có chọn ra 10 bạn để đi thi thôi. Tức là cũng sẽ bị loại trừ dần. Chị nói thật với các em là khi mà chị lên đấy học ấy thì chị chỉ gọi là xếp top cuối thôi. Chị nói thật, điểm của chị cũng không được cao. Thực sự là điểm của chị cũng không được cao và chị chỉ top ở top, xếp top cuối thôi. Sau khi mà gọi là các bạn ở trong trường chị nghỉ hết đội tuyển rồi, bởi vì cảm thấy là cái hành trình đi học nó mệt mỏi quá, thì chị vẫn là người gọi là kiên trì ở lại. Và khi mà chị kiên trì ở lại như vậy thì cái hôm đó đi thi, chị vẫn nhớ là bố chị đưa chị đi thi. Thì đưa chị đi thi xong thì chị cũng chỉ làm rất là bình thường thôi, nhưng chị vẫn nhớ là cái đề năm đó ra vào bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Và chị vẫn nhớ một cái điều, đó chính là buổi tối hôm trước ấy, là chị đã vô tình đọc được một cái bài báo rất là hay nói về nhà thơ Phạm Tiến Duật và bài thơ về tiểu đội xe không kính. Và thế là chị bắt đầu chị viết,
Viết xong rồi chị bắt đầu ra khỏi phòng và đi về thôi, cũng không mảy may nghĩ gì cả, và cảm thấy đây là một cái trải nghiệm cực kỳ là tốt dành cho mình. Thì về, thầy giáo ở trường của chị nói với chị rằng là ôi đúng là đề thi tỉnh ấy, nó có một cái đẳng cấp khác thực sự, và không sao cả, nói chung được đi thi là vui rồi. Đó, thầy chị còn an ủi chị như vậy các em ạ, thầy chị an ủi chị như vậy. Và nói chung là chị cũng cảm thấy bình thường thôi, chị nghĩ là ừ, mình được đi thi như vậy là rất là tốt rồi. Sau đó thì chị rất là thoải mái để đợi kết quả vì chị không đặt kỳ vọng quá nhiều. Điều quan trọng là chị đã được, tức là chị đã gọi là may mắn được lọt vào top 10 người đi thi, và đó đã là một cái niềm tự hào với chị rồi. Đó, thực sự là như vậy. Thì sau khi mà khoảng thời gian sau đó chị cũng không nhớ là sau mấy ngày thì có kết quả. Nhưng mà hôm đấy là chị đi học thêm ở nhà thầy giáo chị để ôn thi vào cấp 3. Thì thầy giáo chị nói một câu với chị, một câu như thế này mà chị vẫn còn nhớ nhá. Đó chính là chúc mừng nhé, được giải nhì tỉnh rồi. Và các em có hiểu cái cảm giác lúc đấy của chị không? Chị cảm thấy giống như kiểu là tất cả mọi thứ xung quanh quay cuồng. Và năm đó thì tỉnh chị không có giải nhất thì chị được giải nhì. Đối với bản thân của chị ấy thì đó là một cái điều gì đó mà nó hạnh phúc kinh khủng luôn các em ạ. Thật sự đó, nó hạnh phúc kinh khủng luôn. Và bản thân chị cảm thấy là giống như kiểu là, có thể là chị luôn luôn nói với các bạn là cái hành trình mà chị học môn văn nó đơn giản, nó dễ dàng. Nhiều người cũng nghĩ là như vậy, bởi vì nhiều người thì mặc nhiên nghĩ cho chị một cái điều, đó chính là chị đã có năng khiếu văn rồi. Thế nên cái việc học môn văn với chị cũng là một cái việc rất là đơn giản, kiểu như vậy. Thế nhưng mà bản thân chị thì muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Chẳng ai có năng khiếu mà không luyện tập đều có thể, tức là nếu như chỉ có năng khiếu mà không có sự luyện tập ấy, thì chị cam kết với các bạn là chúng ta sẽ không thể giỏi được, chắc chắn là như vậy. Năng khiếu của các em, ừ ok, các em, tức là thật ra cái năng khiếu đấy ấy, là khi mà các em trong cái giai đoạn chúng ta học cấp 1, cấp 2 là chúng ta đọc nhiều và chúng ta tìm hiểu nhiều thôi. Vậy thì suy cho cùng tất cả mọi thứ vẫn là do chính bản thân mình thôi. Đó, nên là chị muốn nói với các bạn là gì? Mọi người thì sẽ không biết được cái quá trình mà chị ôn luyện vất vả như thế nào. Mọi người cũng không biết được là những cái thời điểm mà chị thức đêm thức hôm đọc tài liệu này đọc tài liệu kia, sách này sách kia để trau dồi thêm cái kiến thức cho mình như thế nào. Mọi người đều không biết điều đó, đúng không ạ? Và chị cũng không muốn chia sẻ về điều đó. Nhưng ngày hôm nay thì chị phải nói với các bạn rằng là chị đã có được một cái thành công như vậy là tất cả nhờ vào một cái việc, đó chính là chị cũng đã cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Thực sự là như vậy. Thế nên chị cũng mong là bản thân các em làm bất cứ việc gì, kể cả là các bạn đang học lớp 10, lớp 11 hay lớp 12, hãy đặt ra những cái mục tiêu cho mình và nỗ lực cho mục tiêu đó. Hãy thực sự lăn xả vào việc học giúp chị, được không ạ? Đừng nghĩ đến việc là thôi, để một thời gian nữa rồi học. Chị mong là bản thân các bạn sẽ cố gắng ngay từ bây giờ. Thì cái câu chuyện cổ tích xảy ra với chị lại tiếp tục diễn biến một ở một cái diễn biến khác vào năm lớp 12. Lúc đó thì chị học lớp A, bởi vì ban chị nghĩ là chị khối A hoặc là khối A, vì bao giờ cũng nghĩ rằng là khối A một thì sẽ có nhiều trường hơn này, có nhiều ngành hơn này, và có thể giống như kiểu là học một xong ấy thì tìm việc dễ hơn, kiểu như thế. Bởi vì ở nhà thì bố mẹ chị cũng bảo với chị thế, nhưng sao chị không thể nào mà chị không thể được khối A và khối A một, chị nói thật với các em là như thế. Sau đó thì chị có một cái cú chuyển đột ngột vào năm lớp 12 là chị chuyển sang khối C. Đó, vấn đề là như vậy. Thì sau khi mà chị chuyển sang khối C ấy, thì lớp 12 trường chị cũng có thi chọn đội tuyển từ các cái lớp A để học vào lớp D, để sau đó thì cũng là thi đội tuyển văn. Và chị cũng rất là may mắn khi mà được lựa vào đội tuyển các bạn ạ. Thế nhưng mà có một cái hay ho là gì, chị không hiểu tại sao, nhưng mà vào trong đội tuyển văn ấy, cô giáo cực kỳ là yêu quý chị, và cũng giống như là cái cách mà chị cực kỳ yêu quý những cái điều mà cô dạy cho chị. Đó, nhưng mà chị thì chị cũng không đặt kỳ vọng nhiều. Chị nói thật và tâm sự thật với các bạn là như thế. Chị không đặt kỳ vọng nhiều. Bản thân chị thì lúc nào trong mỗi cuộc thi chị cũng nghĩ là được đi thi là đã rất hạnh phúc và rất tuyệt vời rồi. Đó, chính vì nghĩ như thế nên là chị giống như là, chị nói thật nhá, là trong cả một cái kỳ 1 và cái kỳ 2 giống như là một cái cuộc dạo chơi của một đội tuyển văn ấy. Thật sự là như vậy. Chị thực sự là không nỗ lực nhiều cho đến khi mà chuẩn bị đến ngày thi và chị được chọn để đi thi cùng với các bạn khác. Thì bắt đầu chị cũng học, cũng tìm tòi, cũng đọc. Sau đó thì chị bắt đầu đi thi với một cái tâm thế. Nhưng chị nói thật là năm đó là chị thi vào bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đó, thi vào bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu.
Chị vẫn nhớ là vào tính dân tộc cơ. Và chị còn nhớ cả cái câu nghị luận xã hội năm đó là gì. Tất cả những cái đề quan trọng đến thời điểm bây giờ chị vẫn nhớ các em ạ. Dù trải qua rất nhiều năm rồi nhưng đến thời điểm hiện tại chị vẫn nhớ. Bởi vì đó là những cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng ở trong cuộc đời của chị. Thế thì sau đó thì chị thi, chị về, chị cảm thấy kiểu như là mình vẫn chưa làm được hết sức ấy. Tức là nói chung mình cũng đã cố gắng rồi và chị cảm thấy thoải mái với cái điều đấy. Cho đến khi mà cô giáo dạy đội tuyển của chị gọi điện cho chị và thông báo một cái tin cực kỳ khủng khiếp, rằng là chị đã được giải nhất tỉnh môn văn. Và các em hiểu biết không ạ? Đó là một cái thời điểm mà chị có thể nói là chị đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Thực sự là từ bé đến lớn ấy, cuộc sống của chị đôi khi là gắn với số 2 nhiều hơn là số 1. Chị hay đứng thứ 2 của lớp này. Nói chung là hay được giải nhì đấy. Nói chung là số 2 nhiều hơn số 1. Và chị chưa bao giờ chị nghĩ đến việc là chị đứng số 1 cả. Cho đến khi đó là lần đầu tiên chị đứng số 1 và giống như kiểu là mọi thứ xung quanh mình ấy. Rất là khủng khiếp, thực sự rất là khủng khiếp. Và chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Chị vẫn còn nhớ cái giây phút mà khi chị đến trường và chị gặp cô giáo dạy đội tuyển của chị, khi mà hai cô trò ôm chầm lấy nhau vì quá hạnh phúc. Thì bản thân chị biết đây không phải là mơ và đây thực sự là sự thật. Từ ngày đó, bản thân chị cảm thấy rằng là mình phải nghiêm túc hơn nữa với những cái gì mà mình đang làm. Và cho đến năm 3, đại học, chị bắt đầu quay sang livestream về môn văn và cũng không hiểu tại sao bằng những cái kiến thức của mình thì không hiểu tại sao các em cực kỳ yêu quý chị. Cũng chính là cái cơ duyên để có chị ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Đó là cái cơ duyên có chị ngày hôm nay để đồng hành cùng với các bạn. Trong thời gian mà đồng hành cùng với các em, chị cũng phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải là cứ tự nhiên mà chị có thể ngồi livestream và nói chuyện với các bạn tự tin như vậy được. Chị cũng đã phải rèn giũa cho bản thân mình rất nhiều. Thế nên là chúng mình cứ thế cùng nhau trưởng thành. Và chị cũng cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì có các em đồng hành cùng với chị. Và chính vì có các bạn đồng hành cùng với chị, thế nên là chưa bao giờ chị cảm thấy cô đơn trên cái chặng đường mà mình đi cả. Và chị mong rằng là chị em mình sẽ còn gắn bó với nhau nhiều hơn nữa. Và chị biết rằng là trong cuộc sống của các bạn ở thời điểm hiện tại, các em vẫn còn quá nhiều những cái khó khăn, những cái nỗi lo lắng. Và các bạn nghĩ rằng là ở thời điểm này em đang bất lực quá chị ạ, em cảm thấy buồn chán quá. Thế nhưng mà chị cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được bản thân như ngày hôm nay. Thế nên chị mong một điều rằng là các bạn dù cho khó khăn đến đâu cũng sẽ không cảm thấy nản lòng. Bởi vì nếu như đi đến thành công mà con đường trải đầy hoa hồng ấy, thì nó sẽ không mang lại cho chúng ta nhiều cái cung bậc cảm xúc. Chúng ta phải đối diện với thất bại, với khó khăn thì chúng ta mới có được một cái hạnh phúc thật là trọn vẹn. Được không ạ? Hy vọng là như vậy, được không? Đó là cái câu chuyện của chị. Thế còn các em, các bạn đang cảm thấy băn khoăn về điều gì thế? Các em đang cảm thấy lo lắng và mệt mỏi về điều gì? Hãy nói cho chị biết nhé. Kể cả là về cuộc sống hay là về việc học văn, chị cũng rất mong là có thể trò chuyện cùng với các bạn, được không nào? Chị em mình cùng cố gắng, đương nhiên rồi, lúc nào chị cũng sẽ ở đây cùng với các bạn, được không ạ? Lúc nào chị cũng sẽ ở đây cùng với các em và đồng hành cùng với các em. Thế nên là cùng cố gắng nhé. Chị nghĩ rằng là để đi xa thì chúng ta hãy đi cùng với nhau, được không? Rồi, chị giới thiệu một số bài thơ hay của văn học nước ngoài đi ạ. Em muốn là chị sẽ giới thiệu về những cái bài thơ thuộc đề tài nào không? Rồi, các bạn ơi, nào, hãy nói những cái câu chuyện của mình nhé. Chị rất mong là được chia sẻ cùng với các em. Rất là cảm ơn Thành Huân, cảm ơn em. Em ơi, Thanh Trúc ơi, không có sự lựa chọn nào là sai lầm cả. Các em chỉ hối tiếc về những điều các em chưa làm thôi. Còn tất cả những gì các bạn làm thì các em không bao giờ cần phải hối hận, được không? Nhá, cố gắng lên em. Rồi, khả năng cải thiện văn cho học sinh bình thường ạ. Trước tiên mình phải yêu nó đã. Ngọc Tú ạ, trước tiên em phải yêu nó đã. Khi em yêu một thứ gì đó rồi thì em sẽ nhất định lăn xả vào nó. Và chị nghĩ rằng là đó chính là cái tiền đề để cho em có thể học được tốt hơn, được không ạ? Nhá. Bạn nào muốn đăng ký học online thì có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Vừa học vừa đi làm xa bố mẹ. Cái này thì sẽ lại phụ thuộc vào việc là mình sắp xếp thời gian, được không nhá? Mình sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Thật ra cái việc sắp xếp thời gian hợp lý ngay bây giờ đến cả bản thân chị đôi khi còn làm không tốt. Thế nên cũng không thể trách được các em. Bây giờ chúng mình sẽ thử, được không ạ? Đến khi nào mà các bạn cảm thấy ok nhất là được, được không nào? Rồi. Thế à,
Không sao Thùy Giang, em hãy lựa chọn một trường phù hợp nhé. Cơ hội chúng ta còn rất nhiều ở phía trước nên đừng lo lắng quá nha Giang. Được không nào? À, trước khi hỏi chị cách đưa lý luận văn học vào bài viết, vậy thì hãy giúp chị làm sáng tỏ xem lý luận văn học là gì đã Thùy Vân nhé. Được không? Rồi, dẫn chứng đưa vào hợp lý, liên hệ và mở rộng đúng không? Thế thì em hãy học thật là chắc kiến thức nền của tác phẩm đó trước khi mà muốn đưa liên hệ mở rộng vào nhé. Được không nào? Nhá. À Hùng Lê ơi, nhắn tin cho chị qua fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nha. Ok không nào? Rồi, chị vượt qua combo lý hóa sinh hồi cấp 3 như thế nào vậy ạ? Nói ra thì cũng hơi khổ sở một tí, nhưng mà toán thì chị học được, sinh chị cũng học được, chỉ có cái môn hóa là chị hơi dở thôi, còn lý thì chị cũng ok. Rồi, thế à, cảm ơn Đức Tiến nhá, chúc mừng em. Hy vọng là em sẽ chọn được một trường đại học phù hợp với số điểm đó nhá, cảm ơn em. Rồi các bạn ơi, có câu hỏi gì muốn dành cho chị không ạ? Ok, xin chào Huy Hoàng, xin chào em. Xin chào Hoàng Huy, xin chào em. Rồi, các bạn ơi, có câu hỏi gì muốn dành cho chị không ạ? 7 cộng văn có khó không? Sẽ không khó với những người chăm học, còn sẽ rất khó với những người không học gì, được không Lý Kiệt? Đó là câu trả lời mà chị dành cho em. Các bạn thân mến, chị sẽ cùng lượt qua một số những cái thông tin về chương trình ngữ văn lớp 12 cùng với các bạn nhé. Ở trong chương trình ngữ văn lớp 12, đặc biệt là cái mảng văn học Việt Nam hiện đại, thì chúng mình sẽ có 13 tác phẩm, được không ạ? 13 tác phẩm đó sẽ bao gồm 5 tác phẩm thơ và 8 tác phẩm văn xuôi. Ok không nào? 5 tác phẩm thơ đó sẽ bao gồm: 1. Đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không nào? Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. À, làm thế nào để có người yêu ạ? Chỉ có một cách thôi, hãy gặp một người phù hợp. Được không Luân? Nhá. Rồi, các bạn ơi, đây chị quay trở lại này. Chúng ta sẽ có 5 tác phẩm thơ và 8 tác phẩm văn xuôi. Chị sẽ cùng với các bạn lượt lại 5 tác phẩm thơ để nếu như cảm thấy hứng thú thì một lát nữa chúng ta sẽ bỏ sách giáo khoa ra và xem luôn nhá. Ok không? Tác phẩm thơ đầu tiên là một bài thơ viết về hình tượng những người lính trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một trong số những bài thơ được coi là bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Bài thơ được mang tên là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, một nhà thơ đa tài và cũng rất mực đa tình. Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không ạ? Bài thơ số 2 cũng trong những cái tác phẩm viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đó chính là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đồng thời được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Ok không ạ? Bài thơ Việt Bắc nhé. Ngày xưa hồi tiểu học chúng ta học cái đoạn bức tranh Tứ Bình rồi ấy, không biết các bạn có nhớ không? Được chưa nào? Rồi, bài thơ số 3 không phải là bài thơ ạ, mà đây được gọi là trích đoạn. Trích đoạn này thì mang tên là trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chúng ta sẽ được đến với những cái khái niệm về đất nước được Nguyễn Khoa Điềm bày tỏ qua cái tác phẩm của mình, qua những lời thơ của mình, để rồi chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam mà chúng ta đang sống đó là gì ạ? Là máu xương của rất nhiều những con người đã ngã xuống. Họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Được không ạ? Rồi, tiếp tục. Bài thơ số 4 chúng ta học là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đó là một bài thơ viết về đề tài tình yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Nữ sĩ Xuân Quỳnh từng viết trong những vần thơ của mình rằng là gì ạ? À, chẳng dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy, anh là người coi thường của cải nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời, vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống, lại mình em với đêm dài câm lặng mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái cung bậc cảm xúc tình yêu của người con gái khi yêu như thế nào qua thi phẩm mang tựa đề Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, được không ạ? Và chúng ta có thêm một cái bài thơ nữa của nhà thơ Thanh Thảo, là nhà thơ nam không phải nhà thơ nữ em nhé. Bài thơ được mang tên là Đàn Guitar của Loca, để thấy được cái tấm lòng tri ân, cái lòng đồng vọng của Thanh Thảo với một gì ạ? À, với một người ta nói rằng là cái tấm lòng gọi là tri ân, đồng vọng, lòng đồng vọng với cả một cái người nghệ sĩ rất nổi tiếng của xứ sở Tây Ban Cầm, Federico Garcia Lorca. Được không nào? Thì đó là 5 tác phẩm thơ mà chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 12 các bạn nhé. Còn lại là 8 tác phẩm văn xuôi. Chúng ta sẽ chia thành các thể như sau. 1 này, chúng ta có chuyện ngắn này. 2 là chúng ta có gì ạ? À, 2 là chúng ta có thể ký này.
3 là chúng ta có gì nhỉ? À 3 là chúng ta có tùy bút này, 4 là chúng ta có kịch này, được không ạ? Và chúng ta còn có thêm một cái áng văn chính luận mẫu mực nữa, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, được không nào? Rồi thì chị sẽ cùng lượt qua với các bạn một chút nhé. Chúng ta có một cái chuyện ngắn được viết vào năm 1954, nói về một câu chuyện cổ tích tình yêu diễn ra trong nạn đói khủng khiếp kinh hoàng vào năm 1945, được không ạ? Đó chính là chuyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn mà Nguyên Hồng, người bạn đồng thời, đã từng nói rằng là đây là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đó là nhà văn Kim Lân, được không nào? Để chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những số phận con người trong nạn đói, họ bộc lộ những cái tính cách, những cái phẩm chất và cái khao khát niềm tin vào cuộc sống như thế nào, được chưa ạ? Chuyện ngắn số 2 chúng ta có, đó là Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Chúng ta vẫn thường nghe cái bài để Mị nói cho mà nghe đấy. Thì cái nhân vật Mị chính là cái nhân vật chính ở trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài các em nhé. Rồi, tác phẩm số 3, chuyện ngắn số 3 là Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được không ạ? Rồi, thứ 4 là gì ạ? Là Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành, được không ạ? Ở thời ký chúng ta có Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ở tùy bút chúng ta có Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Ở thể kịch chúng ta có vở kịch Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được không ạ? Và ở cái áng văn chính luận mẫu mực thì chúng ta có gì ạ? Văn bản chính luận mẫu mực thì chúng ta có Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được không nào? Các bạn ơi, ok không? Được không ạ? Chỉ lượt qua với các bạn như vậy thì các bạn đã định hình được ra chương trình ngữ văn lớp 12 chúng ta cần phải học gì chưa? Các bạn đã định hình ra chưa ạ? Rồi, nếu như mà vẫn chưa định hình ra nữa thì chị cùng các em sẽ gặp nhau ở những cái khóa học online cùng với chị nhá, được không nào? Các bạn thân mến, chốt lại vấn đề ngày hôm nay là gì? Nếu như có thể, hãy tìm hiểu về các đầu sách và khóa học online của chị Hiên, và hãy tìm hiểu về chương trình ngữ văn lớp 12 để thấy được rằng văn học là một thế giới vô cùng là diệu kỳ, được không ạ? Và đây ạ, đây là lời mà chị cuối cùng muốn gửi đến các bạn, đó chính là học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi, được không nào? Rồi, còn bây giờ thì đã khá là muộn rồi. Ngày hôm nay rất vui bởi vì có quá nhiều bạn lên xem phần livestream cùng với chị và ủng hộ chị Hiên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành tình cảm cho chị nhiều như vậy. Không biết nói gì hơn để có thể, không biết làm thế nào, không biết nói gì hơn để có thể gửi một cái lời cảm ơn tới các bạn. Và mong rằng là bản thân các bạn sẽ luôn luôn yêu môn văn như vậy và cũng sẽ yêu quý team chị Hiên hơn mỗi ngày, được không nhá? Cảm ơn các bạn, được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye.